Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì nấm đang tiến hành thu hoạch nấm đông trùng hạ thảo. Thì hôm nay có khách cần gieo tươi thì nấm sẽ kiểm tra và đóng hàng cho khách. Thì bây giờ đây những cái sản phẩm này này. Thứ nhất là sản phẩm gieo được thì sản phẩm như thế nào? Một là tất cả các cây ở trong này có chiều dài là vừa sắp chạm cái bịch ni lông này, đừng có cao quá. Cái thứ hai nữa là đầu tròn là vừa nhẹ đầu tròn, đừng có để to quá nha. Rồi cái thứ ba thì chúng ta nhìn thấy nấm nó mọc đều đẹp thì ta tiến hành chúng ta giao cho khách. Cái này thì hơi cao rồi, nó hơi cao rồi nè. Rồi khi giao cho khách á, thì bên mình sẽ bỏ cái lớp ni lông, tiến hành lấy cái nắp cái đậy lại. Rồi, là như thế này. Đây mọi người thấy không? Nó hơi cao rồi nha. Đấy. Cố gắng đừng khi mình gieo á, là nó thấp hơn cái nắp này một tí xíu. Cái sản phẩm này khi mà quý khách hàng mua về dùng á, chúng ta có thể là bỏ trong ngăn mát tủ lạnh dùng trong 10 ngày nửa tháng. Rồi việc thứ hai thì khi mà những cái khách hàng mà ở xa á, chúng ta đóng đóng gửi á, thì chúng ta dùng cái thùng thùng xốp á. Để chúng ta đóng vào bỏ thêm mấy cục đá, ví dụ như khách ở xa mà 4-5 ngày mình gửi mới tới hoặc là gửi bưu điện thì chúng ta bỏ thêm một cục đá cho nó mát. Còn nếu như mà khách ở gần á, thì chúng ta chỉ có đóng vào hộp như thế này rồi xách bịch đi giao liền tích tắc, hoặc là gửi xe cũng có thể là gửi trong gần tối nay gửi sáng tới thì chúng ta cũng khỏi cần dùng đá thùng xốp chi. Rồi chúng ta chỉ có việc đóng như thế này rồi là giao gửi. Bây giờ thì mình sẽ đây mình sẽ cứ lột cái lớp vào ra này ở đây rồi tiến hành lấy cái nắp của nó đây lại. Thì sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi á, thì mọi người dùng như thế này nè, dùng để ăn lẩu là một nè, ăn có thể ăn sống luôn nè, hai nè sáng là chế pha pha nước uống, ví dụ như nấm thì nấm nấm sáng rồi nấm nhổ 2-3 cọng này nè, rồi bỏ vào ly nước, bỏ một tí đường, chế nước sôi vào là xong. Nước sôi mà nước sôi để giảm bớt nước bình thủy đó, hoặc là nấu sôi giảm để cho nó nguội bớt tí xíu, đừng có nóng quá. Rồi bỏ một tí mật ong cũng được nè, rồi có thể là dùng nấu lẩu. Rồi cái đế của nó nha, cái đế của nó mình cũng có thể là hãm nước uống vẫn là tốt. Nói chung là một hộp này thì nếu mà dùng một gia đình dùng 4-5 người làm nồi lẩu nữa, bỏ thêm hộp nữa là nhức cái nắp luôn. Rồi đây đẹp nè, đây nè, cỡ này mọi người thấy không? Nó vừa, nó không có đụng, như còn cái đây thì anh em cũng hơi cao quá rồi. Cỡ này là thu đẹp. Rồi, cũng cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả quý khách hàng cũng tin tưởng sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo. Thì bên nấm thì cũng chưa sản xuất đại trà nha. Sản xuất chỉ có một số lượng vừa phải đủ cho cái lượng khách đặt thôi. Thì hy vọng thì sau này bên đó sẽ mở rộng xưởng sản xuất để sản xuất những cái sản phẩm. Đây là sản phẩm tươi, còn sản phẩm khô thì cái này thì cũng chuẩn bị thu hoạch luôn, này thu hoạch luôn nè, thu hoạch sau đó đem sấy và đóng vào chai bán những sản phẩm đóng hộp. Rồi nấm rất là đẹp mọi người. Rồi đây mọi người tham quan, số lượng rất là nhiều nha mọi người. Đấy, quý khách đặt là tiến hành mình làm. Rồi bây giờ thì nấm sẽ lo đóng hàng để gửi cho khách kịp tiếng xe. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe.